Thiệt luôn á, giờ không biết đi bao nhiêu người như thế nào nữa, ra coi như thế nào nha. Mất bạn rồi, không biết mấy bà đứng ở đâu nữa. Mình 30 tuổi mà bây giờ nó rớt mất số 0 rồi, nó gãy mất cái cây rồi, bây giờ còn số 3. Tính ra là mình có 3 tuổi à. Cũng được, cũng được. Cô nhớ cái gì đâu. Thôi mẹ để 3 tuổi cho trẻ mẹ. Đây coi coi như là số 0 này gãy đi rồi nè. Gãy rồi coi như mình còn 3 tuổi là mình là giống như thiếu nhi như đồng vậy đó. Đây. Trời ơi, lặn lội xa xôi lên thiệt luôn á, ngại quá đi à. Chuẩn bị thổi nến chị ơi. Không không năm được. Hôm nay live stream. Live stream tao bữa sao ta? Đây đâu 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 đâu. Nguyên cái điện thoại đi chắc thôi. Không phải, để từ từ để lại chuyên cái. Từ từ. Ủa chết rồi, sao vô không được rồi. Được cái dây nước xanh. Mệt ghê luôn á. Mẹ em để chơi. Qua đây nó đang ở nhà hoài tội.
mấy em là bữa nay đó là còn là xuống ban ngày đó nha. Mấy bạn bữa trước á ở Bình Dương Đồng Nai lên biết không, lên buổi tối ông năm ngoái đó, lên buổi tối xong rồi đốt đèn cầy ở dưới hầm xe. Thổi gì mà thổi tới hoài, thổi không tắt luôn, nghiêng rồi đó. Ấm hôm nay ấm hơn nhiều rồi nè, hai cái luôn nè em. Ê ơi, vui quá à. Thấy Kiều không? Kiều thấy tụi em xuống á, Kiều thay đồ lên liền luôn á. Kiều thấy đứa em rồi. Ủa đúng rồi, Kiều tính luôn á. Ở gần nhà Leon, Leon dạ hả? Bữa nay bỏ bán luôn hả? Em nghĩ nó bán nó 2 ngày mà. Em bán 2 ngày luôn hả? Ờ, đó là bỏ khách sạn. Khách sạn cái nào vậy? Biết ở khách sạn không? Biết chỗ nào thôi à? Tôi cho nghĩ sao chạy qua mấy lần ăn mỗi ngày á chị ơi. Rồi tối vậy chị qua phụ sầu hồng chứ. Ôi biết là kéo nguyên tim qua rồi. Ghi có người cho Kiều. Chị cho chị chia sẻ live stream nha. Ủa mẹ uống nhiều mà nha chứ quá chà. Anh đưa cái kia cho chị mượn đi. Thấy không mọi người. Chia sẻ nó đã biết luôn. Không hai, em giới thiệu với mọi người bác An Lê ở Tây Ninh. Tây Ninh, đây niềm an vui đồ, niềm an vui ở Vũng Tàu, Vĩnh Bảy nè, ở City thì gần đây không nói. Hai bà kia là Hóc Môn, ở ngoài kia đến buổi sáng rồi. Hello, cảm ơn mọi người. Trời, niềm an vui cho mình là gì vậy? Hãy đi sợ. Con mới ăn cơm xong. Không biết mấy đứa ăn cơm chưa? Dạ, chưa. Chưa ăn cơm luôn hả? Về lại thôi mình sang bánh kem nha, thấy ao luôn. Vui lắm mọi người. 30 tuổi đem tới đây gãy số 0 rồi, còn số 3 à. Có nghĩa là ý là mình còn có 3 tuổi thôi. Đó, cho nó trẻ, cho nó trẻ nha. Nè, rồi. Mình đến nghe. Trời ơi, về chua quá. Y để cái này thấp xuống được không? Cao quá. Rồi, 3 tuổi bây giờ vậy cuối cùng mình còn 3 tuổi đó. Để chụp hình, để chụp hình. Đi vô đây chụp chung ý. Để làm sao này, ra sao chụp chung ý. Cảm ơn mấy em rất nhiều nha.
Đây, hoa này là mình để hoài không bao giờ sợ tàn, không bao giờ sợ héo luôn nè. Đúng, tặng hoa này rất là ý nghĩa đúng không? Này để hoài luôn. Còn hoa tươi là nó đẹp nhưng mà nó được có hai hôm nó tàn mất ủ quá. Ủa mới nó tự nhiên thấy mình hoa tươi hả? Thôi cho em đừng nói hoa giả kỳ quá à. Mấy con hoa này để hoài hoài. Chị cầm bó hoa lên chị có hoa đẹp á. Hình lên nó cũng đẹp hơn luôn. Ừ đúng rồi, tìm đó, tìm màu cá
in áo trắng đó, áo thun trắng thường mình bận quần jean quần tôn nhiều bất ngờ các chị đó nha, từ từ nha sẽ thêm nha, còn tại nhiều lắm, nhiều người đòi bận, nhiều người đòi in áo mà ngại quá không lên, từ từ để đặt ăn lê trước đã, cầm cầm vô kìa kìa của đạn này dễ thương nè. Ủa gì vậy, mình sao vậy? An Lê mà đọc sao thành An Dê. An Dê mới ghê chứ. Em đi bích đây chị Hồ Bích Trâm bộ hết rồi. Mà An Lê chứ sao thành An Dê vậy? Chữ Lê á, chữ Lê mà viết ngoặt ra đó chứ không phải Dê. Đây là bạn bạn rất thân của mẹ Tính nè. Chữ của mẹ Tính cũng ngang ngửa, nhiều khi còn đẹp hơn đây nữa. Đó, bạn của mẹ Tính đó. Bạn của mẹ Tính viết chữ đẹp lắm mọi người. Đó. Rồi. Mẹ bói cho con mẹ để con thấy cái khác tiếp nè. Này của ba Điềm An Vui nè. Điềm An Vui, Điềm An Vui thì có gì đây? Cái gì vậy? Kem. Sao chị biết? Sao chị biết? Mới nhìn thấy đang thấy cây kem nè. Cái gì tặng cây kem hả? Tặng cây kem. Trời ơi. Chưa vậy mà thấy kem rồi nè. Thấy kem không? Kem phải chữ kem luôn kìa. Kem đậu xanh. Tặng kem đậu xanh. Trời ơi trời, cái gì mà hài dữ vậy nè. Rồi để coi cái gì nha. Này là gì vậy? Bắt quà. À nhạc hả? Đựng gì vậy? Cái đựng à, cái hộp đựng trái tim. Trời ấy là tim của bà, phải lấy ra bỏ vào đây. Tim của bà, tim của bà. Thêm một cái thiệp nè, viết cái gì nè. À, để con đọc đó. Mẹ sinh nhật con tự nhiên mẹ cũng mất hết. Mẹ hết sinh nhật mẹ hay gì á. Để con. Rồi, mừng sinh nhật màu đỏ luôn nha. Bà này mới biết mình thích màu đỏ nè. Trời hiểu luôn. Hiểu luôn. Lại mặt chị căng dữ vậy. Lại như mặt chị căng dữ hả? Lại như mặt chị căng dữ. Nhỏ chúc chị năm nay thành con gái. Bình thường con gái hả trời. Nó giỡn thôi chứ dễ thương. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em lên nha. Bữa nay mới làm cô tiên. Để im mình nói mình đọc ra nó hết vui rồi. Rồi. Giờ cái này là của ai ha? Của em hả? Đẹp quá à, của bà rất là dễ thương nha. À không phải chưa được. Một hồi nữa tới cái màn ăn me mới vui. Cái màn ăn me mà vui nhất. Rồi. Đẹp quá, đẹp không dám gỡ ra luôn á. Mới giờ nó kêu đẹp quá không dám gỡ luôn mà nó dài đâu nè. Đây là gì đây? Cục xà bông tắm. À, là một cái ly. Rồi sao nữa cái ly này sao nữa? Dễ hả? Anh ơi cho em miếng nước sôi được không anh? Cái ly này gọi là cái ly ảo thuật đúng không em? Rồi bây giờ coi bài hành trình mới làm ảo thuật cho con. Ảo thuật nha, ảo thuật nha. Để đi chăm, để đi họ đi nước em. Để anh nấu nước đã, mình mấy cái này mình bỏ được rồi em. Bỏ vô trong bao chỉ ra. Bây giờ coi bé làm ảo thuật nè. Làm ảo thuật đồ luôn á. Đây. Rồi sao nữa, từ từ bình tĩnh. Từ. Rồi nó sao nữa, nó sẽ như thế nào? Từ nó sẽ nó hình gì? Từ chị. Đó nè. Đưa mượn cái điện thoại kia em, quay quần đi em, quay gần này nè. Ảo thuật gia kìa. Trời. Hay hả?
mình có được xoay vòng tròn không? Đây nè mọi người, nó đang hiện ra từ từ nè. Ồ, trời ơi trời, ở ngực da luôn. Ai vậy? Đâu? Cùng tên với họ. Trời ơi, hôm bữa đi đi từ thiện miền Trung á mẹ. Đây, giờ xoay qua tới cái mặt nè. À, trời sao hay vậy? Giờ bây giờ cái ly này nó nguội là nó sẽ ái lại hả? Rồi chừng nào nước cứ nước sôi là vô là nó ra vậy. Vậy bây giờ các mình để cho nó nguội đi, xong mình chế nước sôi vô hoài luôn, nó hiện lên từ 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 từ. Ghê không, cái ly ẩm thực nó ghê mọi người. Từ một cái ly đen thui luôn mà giờ ra có hình rồi nè. Ghê không? Em ơi, nó có nhiều hình không em? Hai chỉ hai hình thôi. Bây giờ em ẩm thực ra cho nó ra nhiều hình một chị coi. Ẩm thực được không? Đây nè, còn có chữ nữa nè. Chữ nữa nè nha. Chúc mừng sinh nhật. Đây. Nè. Nè. Họ nó hiện lên nè. Ui, nóng quá vậy. Trời, cái nó nguội rồi nó đen lại hả? Sao hay vậy? Trời ơi, sao thật hay vậy? Rồi em minh cái ly này quá bao nhiêu lâu. Ủa mà sao tự nhiên bây giờ cái ly nó màu đen rồi, cái nó màu đen, cái ly nó màu trắng mà màu đen. Nếu mà nước ra tới đó sẽ trao chị đâu có cầm được đâu, nó nóng quá. Màu đen rồi cái này rồi sao mình làm được, chợ sao in hình lên được, chợ em làm cái này trong thời gian bao lâu vậy bé? Em tự làm hay em đi mua vậy, hay em đặt người ta làm vậy? Em chỉ bí quyết giùm chị coi, sau này chị đi tặng quà cho bạn á, mình nên này, mình nên làm cái ly như thế này cho người ta bất ngờ chơi. Dễ thương ha. Hả, làm trong thời gian bao lâu vậy? Phải in đi đúng không? Em bóc đi, em bóc đi. Không, chị bí quyết luôn rồi. Cảm ơn mọi người nha, còn muốn làm cuối cùng nữa. Hả? Chịu lâu lắm đúng không hả? Khi nào nước nguội thì nó mới nhả ra. Ồ, điện quá ta, cảm ơn em nha. Giờ tới cái món này, tôi gọi là thú vị nè. Còn gì nữa? Còn cái đây nè. Cái này nè. Ủa, cái này tưởng là như vậy rồi. Tháo ra. À. Nè. Rồi nha, để gọi gì trong đây đây. Thấy cái thiệp rồi đó. Ở quấn gì mà kỹ dữ vậy trời, sợ người ta giật hay gì á. Thấy không, bây giờ gỡ không ra luôn. Mới đem quà từ nhà qua bên đây là mới sợ đi trên đường người ta giật cánh cột như kỹ vô nè. À, mà thấy không, một lớp rồi nè. Thêm một cái lớp này nữa nè. Xe ra. Hoa này là để hoài hoài luôn, vĩnh cửu trường thọ luôn. Đến khi nào mà nó bạc từ màu đỏ nó thành nó màu bạc luôn á, vẫn còn sử dụng được luôn nha. Để lâu dài luôn, để nha. Để ngồi nè, chị quên bẻ. Đây. Trần Diễm. Đốt chị Trần Diễm là ai? Trời ơi, phải đốt Trần Diễm là ai kìa. Happy birthday. Ủa, copy nhau sao giống dữ vậy? Hả? Gì à? Không phải chị hùng chúc chị mau mau chống lầy. Chúc chị mau mau chống lầy. Chống lầy là lấy chồng. Chuẩn bị thiệp đi nha mấy cưng. Tỏ heo ống heo như là vừa nha. Chị có heo mà không có heo có hay trong ruột có gì không em, tụi em không biết nha. Nghĩa là có heo rồi đâu. Nuôi heo là nuôi heo, bỏ tiền vô nuôi để đi ăn đám cưới, chứ không phải là nuôi heo là mua heo ra chợ mua heo về nuôi đâu mấy bà. Cảm ơn em. Rồi. Bây giờ tới cái món quà đặc biệt này, cái món này nãy giờ đang ao, đang thèm khát để được ăn đây. Nghe. Để qua bên đây. Đây. Mọi người ăn cái bánh kem, bánh tráng Tây Ninh. Bánh tráng Tây Ninh nè, đem từ nè quê ở Tây Ninh, đem quà bánh tráng Tây Ninh mà đem nó thưởng, đem một đống, tưởng đâu đem có một bịch một nè. Có một bịch thôi đó, ở Tây Ninh gì mà kỳ vậy. Mới bắt ok, mình cũng nghĩ lạ, từ Tây Ninh xuống đây đem một bịch bánh tráng Tây Ninh, cuối cùng nè có rồi. Cái này là nguyên một đùm, đúng không? Một đùm nguyên một sao dùng thử một đùm, không có bị quê mình hay gọt một đùm mà một đùm à, nhưng mà thường là nhiều á, ví dụ như một bịch nè, cái này là một đất, chứ thường ví dụ như một đùm ở quê chị chùm là một chùm nè, rồi một đùm nè. Mình tính mua cho chị hai luôn, hai muỗng muối mà đứng cả lộn cũng có bực mình luôn. đi mua muối và cãi lộn với người ta luôn. Trời ơi, bây giờ là mình me này là mình phải ăn chung nha, mình phải nhiêm người ta mới được.
Trời ơi, đúng không? Không, mình nghe mùi rượu, mình cũng đó. Ủa, sao em nghe mùi rượu ta? Không có đâu. Bây giờ mình sẽ đổ muối vậy ăn thử đi, mà nó xỉn thì có rượu, không xỉn không rượu. Mẹ xế ngon hả? Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Đây là những tình cảm của mấy bé. Ủa rồi giờ tóc ăn hơi đúng không? Bây giờ mỗi người một cái luôn nha. Đây có muỗng luôn, lấy muỗng luôn. Ăn thử coi như thế nào nha. Me này là me... me gì? Me ngâm đường. Me ngâm đường mà me loại me dán. Me dán mà dán ruột nhiều. Hột nhỏ. Đây. Em mua một cây me đó là chỉ có 1 cái này đâu mà quá hết chắc chắc làm đôi đi. Con sinh nhật con mà sao mẹ ăn? Bây giờ con mời mọi người một cái là mẹ lớn mẹ phải ăn trước. Đúng không mấy con? Mẹ bóc cái cây đây rồi mẹ pha cái cây gì hả? Bây giờ cái cây dài này nó dài. Để con, để con tự nhiên nhét xuống nữa thiệt luôn á. Nè An nè. Thôi em không có ăn, em làm hết rồi. Trời ơi, bỏ bùa cho mẹ rồi. Ôi trời ơi, ngon quá mọi người ơi. Mẹ ơi, mẹ thì mẹ thương An luôn, mẹ đã thấy ngon rồi. Một cây hả? Một cây mua có 1 triệu bán 4 triệu. Một cái me mua có 1 triệu, tao mạng bán là 4 triệu. Nếu khám thì căng kìa, trời ơi. Này mà ai mà coi livestream mọi coi người ăn đi là... Ly Sa Chi ơi, ăn me không em? Nè, mỗi người một cây đi ăn nha. Quê làm gì? Còn đây một hũ nữa nè. Ủa hũ này cho chị hay là sao? Cho chị luôn, gửi chị luôn á. Gửi chị luôn hả? Hôm nay cái này cho ai thì cứ cho đi nha. Không cho ai đó chị. Mời em. Mời chị ơi, đem cho cho hồi bức trăm nào á chị. Em cho hồi bức 2 nào á. Mời cả nhà nha. Quà sinh nhật là me chấm muối. Me gì quên rồi. Me ngâm đường. Me dán. Không, me ngâm đường. Me dán ngâm đường. Ăn thử đi. Ăn đi, ăn thử đi chị. Ăn đi, ăn đáng kể cho chị. Món me Tây Ninh của An Lê. Ăn đi nè. Mọi người nhớ ủng hộ An Lê nha, rất là ngon luôn. Có 50 nhà rồi. Em ăn đi chứ ngồi nuốt nước miếng chi cục vậy. An Lê, mất nãy chị hai hủ đó, hai hủ đây, hai hủ. Sao? Một á. Kiểu thề mà nó không nhắm nó ngồi đang luôn. Kiểu nó đang không kiểu. Kiểu. Tiền mắt đang trời ơi, quà sinh nhật là me nè mọi người. Trời, chị Nguyễn Vương chứ đang thèm kìa. Chị Nguyễn Vương chứ đang thèm kìa mọi người ơi. Cô đi cũng là nhé, bữa nay cô đi ấy, kệ nhưng mà thì có con thì cô đem được. Rồi sáng thôi, chị gọi bánh kem lên rồi. Dạ. Sao chua quá. Chưa ăn là sốt rồi quá. Cái gì ăn đâu? Cái bánh kem đây ăn. Cái bánh kem ăn bánh kem. Ăn bánh kem. Đưa cha chị muỗng đi. Đây nè. Mẹ mẹ sáng nhau ra mẹ xong rồi nó lấy muỗng á. Cảm ơn mọi người. À, bà nào quay phim mình luôn quá. Bà kia gà là niềm em thương lấy mọi người. Chấm một miếng muối nha mấy chị. Mình phải chấm muối nha. Trời ơi, chảy miếng rồi hả? Xin ngập thêm mà. Xin ngập thêm mà mọi người dễ ăn. Mọi người nhìn thôi. Lấy sợi dây nó chạy nước miếng là đừng có diêm nữa. Công ty nó nhắn tin, nó kêu lại Facebook ra tới ngoài đời luôn. Dạ. Công ty mà em hay nhắn tin với chị có vài bạn công ty rồi. Chắc cô mượn mấy chú chị nhỉ? Lấy sợi dây với Hà Ngọc Thủy Tiên á chị. Biết rồi, Thủy Tiên ơi, em muốn... Hồng quá. Để mẹ cắt bánh kem cho mấy bạn ăn nha mấy bạn. Cái này chị để có lạnh trong ngoài cũng được. Chị để có lạnh trong ngoài cũng được. Ôi, cả mắt vào đây luôn rồi. Mình nó ngon thiệt. Dạ, cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật em à. Sinh nhật được ăn me. Ờ, ăn không là mọi người đi về đúng không ạ? Em bây giờ Vũng Tàu đi sao? Bắt xe về hả? Đi 5 tiếng lên được tới Sài Gòn.
Dũng Tàu á, đi xe Hoa Mai lên đây cái một mà. Đâu, đâu có, chị có đi 2 tiếng xe. Đi 2 tiếng xe á. Ra bến 1 tiếng rồi, bến chỗ xuống đó, nghĩa là chỗ em không phải là mà Dũng Tàu. Bà Rịa. Bà Phú Tàu. Bà Rịa hả? Nó ngon lắm mọi người, ngoài sinh nhật nhất được nhất á là cứ tặng mấy cái này là ăn trực tiếp luôn. Ủa nó ngon lắm, nhà tôi tiên tiên vâng vâng đây bữa An Giang không lên được không sao đâu mọi người, bây giờ vậy nè, sinh nhật của bé Trâm không lên được không sao, nhưng mà hả họp báo á, họp báo phim á là mọi người nhớ lên tham gia nha, họp báo phim là nhớ lên tham gia nha mọi người. Trời ơi, họp báo phim là phải lên nha. Chưa biết ngày hả chị, bà Trâm ác quá coi ai kêu mà ăn may. Ăn may người ta mình dạ. Chị Ly. Mẹ ngon quá. Đây là những món quà thiết thực rồi. Nói cho Trâm đang lên trên. Trâm là rất là chua hả? Ăn chán hết rồi. Đó, bây giờ là mời mấy bé ăn bánh kem đi nè. Mấy bé tặng mình phải ăn rồi. Mình phải ăn nhiều tuần. Có thì cô có đủ rồi cô. Ăn mất có ăn. Không có cái miếng muối nữa nè. Cảm ơn mọi người nha. Cái bé Dũng Tàu nó cho tôi mượn cái dĩa. Dạ dạ. Tại vì cái nó có nhiều kem chưa có bánh. Con ăn kem cho cô. Cảm ơn sinh nhật em. Ăn rồi ăn đi chứ chưa ăn cái gì kìa. Bữa nào có ba. Hai nghỉ mừng. Bà này mới bán đồ ăn, bà bỏ 2 ngày để xuống đây nè. Nhưng mà bây giờ khách gọi điện, khách gọi điện kêu bán đồ ăn rồi. Không nghe bán cho. Ốm lắm chị em ơi. À, cách ly đâu rồi. Xuống ai cũng đòi cách ly hết à. Ngon quá. Chị đi đánh khóc thì chị ơi. Chị đi đánh khóc. Khóc hả? Không được gặp chị. Ly sa chi ơi, trời nó chua quá. Mất lên mày kêu. Mẹ mày chán không? Mẹ đây nè. Xuống ăn cô. Cô có ăn bánh kem trên đó luôn. Mọi người ăn bánh kem đi, ăn một miếng nha để đó. Ăn tự nhiên vậy chứ mọi người không cần lưu chị thấy người chị ăn 4 cái rồi, chị ăn 4 cái rồi, nhiều chị ăn 4 cái rồi. Không tin từ giờ tới tối còn nhiều bánh kem lắm em, tại giao tới tùm lum á. Cô Vương một cái nữa. Thấy chưa, thấy chưa. Mẹ kêu sao ăn nhiệt tình vậy, tâm thèm tất cả các miếng sao rồi. Cái vừa người ta không có ngon món mà nhiệt tình là sao, với lại cái này nó ngon. Nó từ đồ áo mà là nghĩ đi. Thôi mình khoan, đừng bài. Một cái cây nó có nhiều muối thì mình phải ăn cho hết. Dạ cảm ơn mọi người ạ. Ăn có 2 cái me à. Một cái nó dài như đờn tàu lửa thì giờ phải ăn cho hết chứ không lẽ đang ăn bỏ từng. Một cái me nó dài như đờn tàu lửa. Dạ nó ngon nhưng mà nó chua. Nó hơi chua 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 ngọt ngọt. Dâu hạt chị nghe em ơi. Dâu hạt quay qua ăn luôn đi. Chị lại ăn tô kem là xíu cũng đứng lên tới đây. Cho em cái bánh kem coi qua đây chị cho nè em. Nhiều lắm. Qua đây em hấp chị đi. Chị Nguyễn Cương ok chị nha, khi nào mà họp báo phim của em là mọi người nhớ lên đây nha. Rồi thôi bye bye mọi người, đi giải hết rồi nè. Bye bye clip nha, bye bye mọi người nha. Cảm ơn mấy em rất là nhiều. Mọi người bye bye, bye đi. Bye bye.